Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam Hội nhập được phát sóng hàng ngày trên kênh Văn hóa Việt VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, do nhu cầu phát triển đô thị và công nghiệp, dịch vụ tăng nhanh, quỹ đất ngày càng thu hẹp, đòi hỏi ngành nông nghiệp của các thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phải thay đổi tư duy trong sản xuất, thực hiện chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng và vật nuôi. Trong rất nhiều giải pháp, phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi có tính khả thi cao để giải quyết các bất cập liên quan trong tiến trình đô thị hóa, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái bền vững cho tương lai. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố này đã và đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là vấn đề sử dụng vật tư nông nghiệp phục vụ cho quá trình canh tác để đạt được các mục tiêu hướng đến nền nông nghiệp xanh như là tiện lợi, an toàn, thân thiện với môi trường. Và đây cũng là nội dung chính của Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đây là một trong những hộ gia đình đang trồng rau củ quả trên sân thượng tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi có quỹ đất hẹp thì mô hình làm nông trong phố trở nên phổ biến ở các thành phố. Chị Huyền có vườn rau củ quả trông thích thật đấy. Ừ Dương à. Eo ơi, củ nào củ đấy á, dày thịt mà căng mọng nhá. Hôm nay có bí quyết gì là chị Huyền phải chỉ em đấy nhá. Rồi yên tâm, hôm nay đã sang nhà chị rồi là có bí kíp gì là chị cho cô hết. Nào muốn bí kíp gì nào cứ hỏi đi là. Theo chị, bí quyết nằm ở khâu chăm sóc, nhất là khi các nhà vườn ứng dụng dòng phân bón chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị. Nếu như trước đây, để cung cấp dinh dưỡng cho cây, nhà vườn phải mua những bao phân có khối lượng lớn lên tới 25-50 kg, điều này gây bất tiện trong việc di chuyển. Thì nay, để phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp đô thị, bao bì cũng đã nhỏ gọn, thuận lợi hơn. Như nhà máy này, với dây chuyền phân bón chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị, mỗi giờ sẽ sản xuất 600 bao. Dự kiến nâng công suất lên 200.000-300.000 sản phẩm một năm, với các gói đóng tiện lợi từ 200g, 500g và 1 kg. Vì sản phẩm đa dạng công thức, chủng loại sử dụng nên việc chuẩn bị bao bì cần sự chính xác và tỉ mỉ, đảm bảo sản phẩm sau khi đóng gói vừa đạt được mỹ quan, vừa đảm bảo được thông tin đúng cho người dùng. Những sản phẩm phân bón chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị này được sản xuất tại một trong những nhà máy hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Với dây chuyền sản xuất tiên tiến, các công đoạn đi tự động hóa để việc đóng gói được chuẩn xác mà vẫn đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng. Trong suốt quá trình sản xuất, việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng sản phẩm được diễn ra định kỳ 3 giờ một lần. Tiếp đó thì trong ca sản xuất sẽ được kiểm tra thêm một lần mẫu trộn đại diện trong 12 giờ và trước khi đưa đi đóng gói được lấy mẫu và kiểm tra tiếp. Như vậy để có được một lô sản phẩm của Mỹ Garden phải trải qua ít nhất 3 lần kiểm tra chất lượng, chưa kể các tình huống kiểm tra đột xuất thêm nữa. Các chỉ tiêu kiểm tra ngoài dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng thì còn có những quy cách để kiểm tra về bao bì, trọng lượng và luôn đảm bảo sản phẩm được đưa ra thị trường đạt các tiêu chuẩn được công bố. Không chỉ phân bón mà các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học cũng đã tạo ra các dòng sản phẩm tiện lợi, nhỏ gọn, phù hợp với sự phát triển của nông nghiệp đô thị, nhất là với các hộ gia đình làm nông trên ban công, sân thượng. Nhà mình ở Sài Gòn thì có cái vườn cây cảnh với bonsai với hoa kiểng đó, thì thường là mua gốc trừ sâu về pha thì nó không có đúng liều lượng với lại nó cũng lịch trình phức tạp ấy. Giờ này là thấy có cái sản phẩm mà thuốc trừ sâu sinh học dạng dung dịch pha sẵn mà chỉ việc xịt trực tiếp thì thấy rất là hay, rất là tiện. Có thể nói 10 người thì hết 10 người khách hàng của tôi được thích sản phẩm này. Đây là một trong những nông hộ sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật sinh học dàn xịt được hơn một năm nay. Với ông, kể từ khi phát triển mô hình trong phố, giải pháp áp dụng các loại sản phẩm chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị đã giúp cho nhà vườn tiết kiệm được chi phí, thuận tiện trong việc chăm sóc mà lại tạo ra các sản phẩm an toàn. Nó rất là hay ở chỗ là mình sử dụng nó là mình mua về mình pha. Hiện nay mình mua về các cái loại thuốc khác thì mình lúng ta lúng túng trong cái việc sử dụng và cái chế độ pha bao nhiêu lít hoặc bao nhiêu gam này nọ phức tạp. Đây là một người ta pha sẵn cho mình sử dụng rất là tiện lợi. Và ngoài ra thì chúng tôi sử dụng là không những về đánh giá về số lượng mà về chất lượng là các cái rau mà mình sử dụng cái thuốc này là rất là hiệu quả và nó ngon hơn hẳn các cái rau mà mình mua ngoài chợ. Chúng tôi nghiên cứu và tiếp tục mở rộng các dòng sản phẩm hữu cơ sinh học từ các quốc gia đã phát triển về ngành nông nghiệp đô thị để cho ra các sản phẩm vật tư nông nghiệp đô thị phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dân đô thị. Bao bì và đóng gói sản phẩm phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng
và không gây hại cho môi trường. Sản phẩm phải được đóng gói sao cho dễ sử dụng và tiện lợi cho người dân đô thị, có thể dùng một hai lần với những chai gói nhỏ, tiện sử dụng và bảo quản. Chú trọng đến các dòng sản phẩm hữu cơ, sinh học để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với việc áp dụng các giải pháp mới vào sản xuất, nông nghiệp đô thị đã từng bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong vòng 2 năm trở lại đây. Điều này cũng giúp ích cho việc phát triển chung của toàn ngành nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn xanh. Vâng, thưa quý vị, hiệu quả của việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới từ vật tư nông nghiệp vào sản xuất nông nghiệp đô thị đã tạo đà cho sự phát triển nông nghiệp đô thị. Và tất nhiên, việc áp dụng các giải pháp mới chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị chính là hướng đi thông minh mà những người dân tại các thành phố lớn đang áp dụng. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển của nông nghiệp đô thị liệu có lớn? Các dòng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị có thực sự đa dạng để nhà vườn tại thành phố lựa chọn? Với những hộ gia đình có mảnh vườn nhỏ như bà Trần Thị Sao ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, để có thể chăm sóc và tạo ra được sản phẩm chất lượng an toàn, bà luôn muốn tìm kiếm các đơn vị, cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp có uy tín chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị trước một ma trận phân bón trên thị trường. Mua thời gian mua nhiều khi bỏ tiền ra mua cũng mấy trăm ngàn bao phân, thấy người ta quảng cáo, nó quảng cáo trên mạng quảng cáo rất là tốt, cũng mua về trồng rắc mà cuối cùng thấy cũng chẳng được gì. Theo các chuyên gia, hiện nay phong trào trồng rau củ quả, cây ăn trái ở các đô thị ngày một phát triển, nhưng vẫn chưa có nhiều đơn vị sản xuất các dòng phân bón chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị. Nên người dân ở thành phố rất lúng túng trong việc tìm kiếm các dòng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, dẫn đến việc mua nhầm phân bón kém chất lượng. Nhưng mà riêng về phân bón dành cho các đô thị đấy, thì hầu như chúng tôi có theo dõi thì mới tập trung vào những loại phân bón cho hoa tự nhiên thôi. Bởi vì cái đấy đó họ sẽ có được cái người tiêu dùng nhiều hơn. Nhưng mà phải nói là cái phân bón để dành cho những cây trồng ở đô thị cũng rất cần. Nhưng mà họ đều mua những loại phân bón ở bên nông nghiệp đưa sang. Tiềm năng và dư địa của phân khúc này được đánh giá là rất lớn. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn năm 2010-2015, mỗi năm thành phố giảm 700 hectare đất nông nghiệp. Giai đoạn 2015-2020, mỗi năm giảm thêm 1.000 hectare. Và dự kiến từ nay đến năm 2030, mỗi năm giảm thêm khoảng 1.500 hectare đất nông nghiệp. Điều đó cho thấy việc phát triển mô hình nông nghiệp đô thị đang trở thành xu thế tất yếu. Như chúng ta biết là càng ngày thì cái diện tích canh tác nó càng thu hẹp lại do nhiều lý do quá trình đô thị hóa, quá trình công nghiệp hóa, rồi thì nước biển dâng, vân vân. Đấy, cho nên là cái diện tích canh tác nó giảm đi ở nông thôn là nơi mà trồng trọt truyền thống. Nhưng mà bù lại thì hiện nay là tại các thành phố ấy, đô thị ấy, thì là cái nông nghiệp đô thị đang rất phát triển rất mạnh. Mỗi gia đình đều có một cái khoảng vườn nhỏ của mình trên ban công này, trên mái nhà. Đấy, và đấy là cái đối với các doanh nghiệp sản xuất phân bón, đấy là một cái thị trường ngách nó rất là tiềm năng, bởi vì có hàng triệu gia đình như vậy, hàng triệu thì là hàng triệu cái mảnh vườn nhỏ. Đấy, trông nó nhỏ thôi nhưng mà tính tổng diện tích ra nó khá lớn. Các sản phẩm chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị có thể giúp tăng cường hiệu quả sản xuất, đồng thời giúp tăng cường an ninh lương thực cho địa phương. Vì vậy, phát triển các sản phẩm chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị là một hướng đi thông minh mà hiện nay không chỉ những thành phố lớn mà nông nghiệp đô thị đã lan tỏa đến các tỉnh thành, địa phương. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng mô hình nông nghiệp đô thị ở nước ta dù đã hiện diện song còn manh mún, phần lớn là sự sáng tạo của người dân. Hy vọng với việc nhiều đơn vị sản xuất vật tư nông nghiệp lớn có uy tín ở Việt Nam đang bắt đầu phát triển các dòng sản phẩm chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị sẽ là giải pháp và hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của các đô thị trong tiến trình đô thị hóa hiện nay của nước ta. Dạ vâng, thưa quý vị, cũng cần phải nói thêm rằng các giải pháp mới được ứng dụng cho nông nghiệp đô thị chính là chìa khóa giúp nông nghiệp tại các đô thị phát triển mạnh mẽ. Bởi nông nghiệp đô thị đang góp phần giảm chi phí đóng gói, lưu trữ và vận chuyển nông sản, lại đáp ứng một phần quan trọng nhu cầu về lương thực, rau quả và các loại nông sản phẩm khác một cách trực tiếp,
tại chỗ cho cư dân đô thị thay vì phải vận chuyển từ nơi khác đến. Bên cạnh đó, nông nghiệp đô thị có khả năng tạo ra nguồn thực phẩm tươi sống và an toàn, góp phần to lớn vào việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cư dân đô thị. Điều này càng thiết thực trong điều kiện yêu cầu về thực phẩm ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Và chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.